Lễ phát động chiến dịch triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm đã diễn ra vào sáng nay do Bộ Công Thương tổ chức. Đây là hoạt động khởi đầu cho chương trình truyền thông Hành động vì an toàn thực phẩm trên quy mô toàn quốc trong năm 2017 và 2018. Chương trình nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của người sản xuất, người tiêu dùng và toàn xã hội về an toàn thực phẩm. Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, quan điểm chỉ đạo của Chiến lược Quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030 nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm chính là bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe nhân dân. Đây là một nhiệm vụ thường xuyên cần tập trung chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, là trách nhiệm và quyền lợi của các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm và của mỗi người dân. Bên cạnh việc tổ chức thực hiện đồng bộ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, cần chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, đẩy mạnh việc áp dụng các biện pháp tiên tiến trong quản lý an toàn thực phẩm. Cần tăng cường công tác thông tin, truyền thông nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của người sản xuất, người tiêu dùng và toàn xã hội về bảo đảm an toàn thực phẩm. Thứ trưởng khẳng định, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trong việc chỉ đạo triển khai và kiểm tra thực hiện các quy định bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm. Với vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban ngành trong việc chỉ đạo triển khai và kiểm tra thực hiện các quy định bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị, đặc biệt là các chợ đầu mối, kiểm tra kiểm soát ngăn chặn việc kinh doanh hàng thực phẩm giả, kém chất lượng, hàng nhập lậu, đồng thời làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ sở sản xuất, phân phối, thực hiện an toàn thực phẩm. Ngay tại buổi lễ, hàng trăm người đã ký tên trực tiếp hưởng ứng chiến dịch triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm. Trong đó có nhiều nhân vật nổi tiếng như Á hậu Thụy Vân, nghệ sĩ ưu tú Công Lý, nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng, diễn viên Đỗ Duy Nam, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, cùng nhiều người dân thủ đô có mặt tại sự kiện. Đặc biệt, cùng với hoạt động ký tên trực tiếp, trang web và fanpage của chương trình cũng được chính thức khởi động thông qua hình thức lấy chữ ký trực tiếp và lấy chữ ký điện tử tại trang web antoanthucpham.hd.vn và fanpage Hành động vì an toàn thực phẩm. Lễ tổng kết chương trình sẽ được thực hiện vào cuối năm 2018.